áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô Thương xin chào tất cả các con. Chào mừng tất cả các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói và nghe kể chuyện Xuân Tinh Thủy Tinh, nghe viết Chợ Hòn Gai. Yêu cầu cần đạt: các con cần nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa về câu chuyện Xuân Tinh Thủy Tinh kể lại được câu chuyện. Viết đúng bài chính tả Chợ Hòn Gai theo yêu cầu, làm đúng các bài tập chính tả. Phần 1, chúng ta nói và nghe kể chuyện Xuân Tinh Thủy Tinh. Ngày hôm trước, chúng ta đã học bài Sông Hương. Nói về vẻ đẹp của sông Hương, vẻ đẹp của quê hương đất nước. Ngày hôm nay chúng ta cũng trong chủ điểm đất nước, thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một câu chuyện rất đặc sắc có tên Xuân Tinh Thủy Tinh. Chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu câu chuyện nhé. Các con quan sát bức tranh, trả lời các câu hỏi. Vua Hùng muốn làm điều gì tốt đẹp cho cô con gái yêu của mình? Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng thật xứng đáng. Vua Hùng đưa ra yêu cầu gì cho Xuân Tinh và Thủy Tinh? 100 phán cơm nếp, 200 nếp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Ai đưa được những lễ vật đấy đến trước thì được cưới công chúa về làm vợ. Vì sao vua Hùng cho phép Xuân Tinh rước Mỹ Nương về núi? Bởi vì Xuân Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước. Cuộc chiến giữa Xuân Tinh và Thủy Tinh diễn ra như thế nào và kết thúc ra sao? Hai bên đánh nhau ròng rã suốt mấy tháng trời, cuối cùng thì Thủy Tinh đuối sức phải rút về. Các con lắng nghe cô kể chuyện. Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên gọi là Mỹ Nương. Sắc đẹp tuyệt trần, Mỹ Nương được vua trai yêu thương hết mực. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng thật xứng đáng. Một hôm, có hai chàng trai đến, xin ra mắt nhà vua để cầu hôn. Một người ở vùng núi Ba Vì, tuấn tú và tài giỏi khác thường. Chỉ tay về phía đông biến thành đồng lúa xanh. Chỉ tay về phía tây mọc lên hàng dãy núi. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh. Còn một người ở mãi tận biển đông, tài giỏi cũng không kém, gọi gió, gió đến, hôm mưa, mưa tới, chàng này tên gọi là Thủy Tinh. Một người là chúa miền non cao, một người là chúa vùng nước thẳm, cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng. Hùng Vương băn khoăn không biết nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho vời các quan lạc hầu vào bàn mà vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng Hùng Vương phán rằng: hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào. Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước, 100 phản cơm nếp, 200 nếp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, thì được rước dâu về. Sáng sớm hôm sau, Xuân Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép đưa dâu về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, một hai đòi cướp lại Mỹ Nương. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm thành dông bão đùng đùng rung chuyển cả đất trời. Dâng nước sông lên cuồn cuộn tiến đánh Xuân Tinh. Nước ngập lúa, ngập đồng, rồi ngập nhà, ngập cửa. Xuân Tinh không hề nao núng, dùng phép màu, bốc từng quả đồi, di từng dãy núi chặn đứng dòng nước lũ. Nước dâng lên cao bao nhiêu, Xuân Tinh lại làm cho đồi núi mọc cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời liền, cuối cùng Thủy Tinh đuối sức, phải rút quân về. Từ đó, oán ngày càng thêm nặng, thù ngày càng thêm sâu. Không năm nào Thủy Tinh không làm mưa bão, dâng nước lên đánh Xuân Tinh, và lần nào Thủy Tinh cũng thua, phải bỏ chạy.
Bây giờ cô mời các con dừng video lại và kể lại toàn bộ câu chuyện nhé. Chúng ta cùng với nhau chuyển sang phần thứ hai, phần nghe viết chính tả chợ Hòn Gai. Chúng ta nghe viết đoạn như sau. Chợ Hòn Gai. Chợ Hòn Gai buổi sáng la liệt tôm cá. Những con cá chim mình dệt như hình con chim lúc sải cánh bay. Thịt ngon và loại nhất nhì. Những con cá nhụ béo núc, trắng lốt, móng mượt như được quét một lớp mỡ ngoài vảy. Những con tôm he tròn, thịt căng lên từng ngấn như cổ tay của trẻ lên ba. Da xanh ánh, hàng chân cho choi như muốn bơi. Thi chảnh. Đoạn văn nói về các mặt hàng hải sản ở chợ Hòn Gai. Chúng ta cần viết đúng chính tả. Viết hoa các chữ cái đầu câu, chữ cái đầu của tên tác giả. Đầu đoạn lùi vào một ô ly. Cô mời các con đọc một số từ dễ nhầm lẫn. Bây giờ cô đọc bài, các con lắng nghe cô đọc bài và ghi bài vào vở. Chính tả, chợ Hòn Gai. Chợ Hòn Gai. Chợ Hòn Gai. Xuống dòng bắt đầu ghi bài. Chợ Hòn Gai buổi sáng. Chợ Hòn Gai buổi sáng. Chợ Hòn Gai buổi sáng. La liệt tôm cá. La liệt tôm cá. La liệt tôm cá. Chấm. Ba chấm. Những con cá chim những con cá chim
Mình dẹt như hình con chim. Dẹt như hình con chim. Mình dẹt như hình con chim. Xải cánh bay. Xải cánh bay. Lúc xải cánh bay. Thịt ngon và loại nhất nhì. Thịt ngon và loại nhất nhì. Ngon và loại nhất nhì. Chấm. Những con cá nhụ béo núc. Những con cá nhụ béo núc. Những con cá nhụ béo núc. Phẩy trắng lốt. Trắng lốt. Trắng lốt. Phẩy bóng mượt như được quét. Bóng mượt như được quét. Bóng mượt như được quét. Một lớp mỡ ngoài vảy.
Một lớp mỡ ngoài vảy. Một lớp mỡ ngoài vảy. Chấm. Những con tôm he tròn. Những con tôm he tròn. Những con tôm he tròn vẩy, thịt căng lên từng ngấn. Thịt căng lên từng ngấn. Thịt căng lên từng ngấn. Như cổ tay của trẻ lên ba. Như cổ tay của trẻ lên ba. Như cổ tay của trẻ lên ba. Vẩy. Da xanh ánh. Da xanh ánh. Da xanh ánh. Vẩy. Hàng chân choi choi.
Hàng chân choi choi. Hàng chân choi choi như muốn bơi. Như muốn bơi. Như muốn bơi. Chấm. Viết tên tác giả. Thi sảnh. Thi sảnh. Thi sảnh. Chúng ta kiểm tra lại bài chính tả nhé. Chợ Hòn Gai. Chợ Hòn Gai buổi sáng là liệp tôm cá. Ba chấm. Những con cá chim mình dệt như hình con chim, lúc sải cánh bay, phẩy thịt ngon và loại nhất nhì chấm. Những con cá nhụ béo núc chấm. Béo núc phẩy trắng lốt phẩy bóng mượt như được quét một lớp mỡ ngoài vảy chấm. Những con tôm he tròn phẩy thịt căng lên từng lấn như cổ tay trẻ lên ba phẩy da xanh ánh phẩy hàng chân choi choi như muốn bơi chấm thi sảnh. Những tên riêng viết đúng đấy là Hà Nội, Khánh Hòa, Cà Mau, Hà Giang, Thanh Hóa và Kiên Giang. Viết sai chúng ta viết lại như sau. Giải câu đố và viết lời giải vào vở. Tỉnh nào đất tổ Hùng Vương bốn mùa móng cọ rợp đường tuổi thơ? Là tỉnh Phú Thọ. Tỉnh nào non nước quay quanh tự hào Bác đã sinh thành từ đây? Đấy là tỉnh Nghệ An. Tỉnh nào có vịnh Cam Ranh, Nha Trang biển đẹp nổi danh xa gần? Đấy là tỉnh Khánh Hòa. Về nhà các con hãy hỏi người thân về những danh lam thắng cảnh ở địa phương của mình nhé. Chúng ta kết thúc bài nói và nghe kể chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh, nghe viết chợ Hòn Gai ở đây. Cô hy vọng các con đã kể lại được câu chuyện và viết đúng viết đẹp bài chính tả. Cô hẹn gặp lại các con trong những bài học phía sau. Khóa học viên sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên sách.